Mến chào cả nhà đã quay trở lại với video tiếp theo của Đen Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình có hai con cá lóc đồng và một số ếch đồng mình đã làm sạch nha cả nhà. Thì hôm nay á, Lúa sẽ chế biến một món ăn, đó là món bánh canh bột sắt. Thì nhiệm vụ của mình hôm nay chỉ là làm cá sạch và ếch sạch nha cả nhà. Thì đầu bếp chính hôm nay của mình là bà xã của mình ha. Đó, do mình đi soi đêm về mình hơi mệt nên bà xã sẽ chế biến món ăn này đó. Thì hiện tại mình làm món ăn này vào buổi tối nha cả nhà, đèn hơi sáng, không được sáng không. Đó, thì trong khi đợi mình làm cá xong á, thì bà xã đã nặn bột xong nè và đã sắc bột xong ha. Giờ chuẩn bị cho vô nồi khuấy lên các bạn nhớ khuấy đều đó để cho bột mình không bị lắng dưới đáy nồi và không bị khét ha. Đó. Sau khi cho bột và nước vào nước xong á, thì mình sẽ tiến hành mình chế mỡ hành xong mình cho cá vào, mình xào cho nó săn lên rồi mình bỏ vô nồi bánh canh luôn cả nhà. Đó. Mình sẽ khuấy cái nồi bánh canh này cho đều lên ha. Rồi, công đoạn tiếp theo của mình đó là sẽ chế mỡ hành nha cả nhà. Chế mỡ hành xong mình xào mấy con cá lóc với mấy con ếch cho nó săn lên, mình bỏ nó vô mình nấu nha. Đây, cái mùi hành phi nó lên rất là thơm luôn á. Thì hai con cá lóc này nó cũng khoảng tầm gần ký lô các bạn. Đây mình sẽ cho hai con cá vô rồi mình sẽ xào săn chúng lên luôn các bạn. Đợi nó săn lên thì mình sẽ bỏ vô nồi. Thì hai con cá này một hồi mình sẽ tiến hành mình rút xương nó luôn các bạn. Thì do mình làm món ăn này cho bé ăn luôn á, nên mình sẽ rút xương cá ra cho nó dễ ăn. Đó, đây mình sẽ tiến hành cho vô nồi ha và khuấy đều lên. Đó, sau khi cho cá xong mình tiến hành mình cho số ếch còn lại vô mình xào săn lên các bạn. Thì nói chung cái món bánh canh bột sắt này thì nó làm rất là đơn giản. Đó. Thì mình tiến hành mình xào ếch với cá nè, săn lên, xong mình cho vô nồi bánh canh. Các bạn có thể cho vô một ít nước dừa để mà cho cái nồi bánh canh mình nó thêm đậm đà ha. Đây, sau khi mà xào ếch với cá săn xong mình sẽ cho vô nồi, rồi mình sẽ khuấy đều lên các bạn. Đây các bạn ơi, thì cái nồi bánh canh bột sắt của mình sắp hoàn thành các bạn. Thì sau khi mà đã chế mỡ hành, xào săn cá và ếch mình sẽ cho vô nồi, mình sẽ khuấy đều nó lên các bạn để mà tránh bị khét đáy nồi ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho hành tím nè với hành lá vô đó cho nó chín trước, một hồi cho hành lá sắc vô sau các bạn. Và mình sẽ tiến hành nêm nếm ha, tùy vào khẩu vị của mỗi người mà nêm nếm cho nó phù hợp với món ăn của mình ha. Thì do mình làm mình tự ăn nên mình nêm sao cũng được các bạn, đường, muối, bột ngọt và một ít nước mắm ha. Các bạn có thể cho vô một ít nước dừa để cho cái nồi bánh canh mình nó thêm đậm đà và nó ngọt hơn các bạn. Đó, sau khi mà nêm xong khuấy đều lên các bạn, mình sẽ tiến hành mình sẽ cho thêm một ít hành lá với một ít tiêu xay nữa nha các bạn. Thì mình ăn bánh canh bột sắt mình hôm nay mình sẽ ăn kèm với giá nha cả nhà. Đó. Rồi thì cái nồi bánh canh của mình thì cũng đã hoàn thành các bạn. Thì mời cả nhà cùng thưởng thức món bánh canh bột sắt với lúa nha.